Đồng bào dân tộc Tày vẫn còn đang phát huy những cái nghề truyền thống như là đan nón và một số nghề khác. Bây giờ chúng tôi thấy bà Lâm Thị Nhá và bà Vàng Thị Máy, mặc dù năm nay đã ngoài 80 tuổi rồi nhưng mà hai bà vẫn cầm. Phó Chủ tịch Hội đồng cùng các ủy viên Hội đồng, ông hơn và an toàn hơn với những lộ trình tối ưu. Còn với cơ quan quản lý giám sát, các quy định quản lý điều hành cũng sẽ chính xác, hiệu quả, kịp thời hơn, từ đó giúp giảm ùn tắc, giảm tai nạn, đảm bảo tốt hơn an ninh trật tự, an toàn xã hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi một phóng sự để có thể hình dung được rõ hơn về mô hình thí điểm hệ thống giao thông thông minh mà sắp tới Hà Nội sẽ triển khai từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay. Và nói về mô hình này thì cũng rất mong...